Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của mình ha. Như hôm trước mình nói mọi người, mình sẽ làm một cái động cơ cho chiếc ghe ngon của mình. Đây. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái làm cái động cơ cho chiếc ghe ngon của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu một số dụng cụ để làm cái động cơ này cho chiếc ghe ngon ha. Rồi đầu tiên là mình chuẩn bị hai thanh tre nè các bạn. Cái này mình tự vuốt ha. Rồi một cây đũa nè, mọi người chọn cây đũa nó tương đối bằng hai đầu ha. Rồi cây đinh nè, rồi hai thanh sắt nè mọi người, hai thanh sắt này chút làm cố định cái cây đũa này. Rồi mới dây thun ha. Rồi một ngòi viết nha mọi người, để chút chặn cái đũa lại luôn. Rồi rồi một cái khoan tự chế mình đã vuốt hồi sáng nè mọi người, mình già mài luôn ha. Rồi một số dụng cụ nè mọi người. Đây một số dụng cụ để làm ha. Ok, bây giờ mình mời mọi người cùng xem mình làm nha. Đầu tiên chúng ta sẽ khoan hai lỗ hai bên nha mọi người. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đóng hai thanh sắt này vào. Rồi mình sẽ bẻ như thế này nha mọi người. Đây mình được một cái ha. Rồi mình sẽ bẻ cái còn lại. Ok. Theo mình sẽ cắt một đoạn cho nó vừa chiếc ghe nha mọi người. Rồi, xong cả nhà ơi. Giờ mà mình sẽ cắt cái mũ này cố định như đây ha. Phần nhựa nè mọi người. Quay.
chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đo mọi người, đo tiếng dịch nha. Ok, mình sẽ cắt phần này nha. Phần dư mình sẽ bắt bỏ nha mọi người. Cả nhà ơi, hồi nãy do mình làm hai cái khoang thì không được đẹp lắm nè. Thì bây giờ mình mua hai cái khoang luôn mọi người. Hai cái khoang này nó hơi to nhưng mà mình thấy là cũng ổn nha, ok ha. Bây giờ mình thử dặn vô thử nha mọi người. Đó, mọi người xem đi, nó đẹp hơn cái mình làm mọi người. Ok, nó cứng hơn nữa. Rồi mình đưa động cơ mình vô nha mọi người. Đó, ok. Thử đi. Rồi tiếp theo mình sẽ nối dây thun này từ phía trước dài ra phía sau nha mọi người. Này mình sử dụng hai cộng thôi, nếu mà mình cảm thấy yếu thì mình bổ sung thêm nha mọi người. Đây nối hai sợi trước nha mọi người, dài từ phía trước ra phía sau ha. Sẽ cố định một đầu bên đây nha. Rồi, một đầu còn lại thì chúng ta sẽ móc vào cái đinh phía trước đó mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ quấn ngược lại nha, tạo cái đòn bẩy á mọi người.
đi thử nha. Ok, hoàn thành rồi nè mọi người, mình đi test thử nha. Rồi mọi người ơi, do cái ngò mình không vững á, thì mình thiết kế thêm hai cái phao nè mọi người, để cho nó nổi trên mặt nước nha. Để nãy nó hơi lọc đó mọi người. Ok, giờ mình sẽ test thử nha. Đây. Đi quá xa. Quá quyết. Rồi các bạn ơi, hôm nay mình đã làm thành công chiếc ghe ngò, cái động cơ ghe ngò nha mọi người. Thì nó hoạt động thì mình thấy là cũng ok, nhưng mà do mình không có cái bánh lái nha mọi người, nên cái ghe ngò của mình nó đi không có thẳng. Nên lần sau có thể mình làm lại và mình làm thêm cái bánh lái cho nó đi thẳng nha mọi người. Rồi, đây mọi người ơi, chiếc ghe ngò của mình ha. Đây, động cơ của nó nha mọi người. Ok ha. Rồi, nếu các bạn yêu thích video của mình, nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình nha, để mình có động lực để làm clip tiếp theo các bạn. Rồi bây giờ xin chào tất cả các bạn nha.